mọi người nhé. Chào mọi người đến với kênh YouTube Chim Cảnh Thú Cưng, Chim Cảnh Trà Vinh. Thế có khi nào mọi người gặp con chim mình nó bị kẹt trứng không ạ? Mình nghĩ rằng nếu mà anh em mình nuôi sinh sản đấy thì chắc chắn một lần nào đó mình sẽ bị, dù ít dù nhiều mọi người nhé. Thế thì con chim nó bị kẹt trứng thì do mấy cái lý do mà mình cũng hay chia sẻ trên các cái clip trên kênh YouTube của mình. Quan trọng nhất là con chim nó bị thiếu canxi hoặc là con chim nó không hấp thụ được canxi đấy. Thế thì cái giải pháp của nó thì mình tăng cường bổ sung canxi nguyên liệu thôi, canxi nguyên liệu, rồi mình bổ sung thêm vỏ trứng này đấy. Đấy là cái bổ sung canxi cho nó để khắc phục cái tình trạng mà con chim mình nó kẹt trứng, hay hoặc là một trong những cái kết quả, cái hậu quả của cái việc thiếu canxi đó là con chim nó đẻ trứng nhỏ này, rồi nó đẻ không được sai này, rồi nó đẻ trứng non. Đấy, cái đấy là cái hệ quả của cái việc mà thiếu canxi, hoặc con chim mình nó có uống canxi nhưng mà nó không hấp thụ được mọi người nhé. Thế thì cái lý do mà con chim nó không hấp thụ được canxi là vì nó thiếu cái vitamin D3. Vitamin D3 thì đương nhiên nó có trong cái canxi lết, nghĩa là canxi nguyên liệu đấy, nhưng mà hàm lượng nó không nhiều lắm. Thế thì cái giải pháp khắc phục để có cái vitamin D3 để khi chúng ta cho con chim mình uống canxi ấy thì nó hấp thụ được, đó là mọi người nên cho uống vào buổi sáng và cố gắng là tận dụng ánh sáng tự nhiên. Trong ánh sáng tự nhiên một buổi sáng ấy, thì nó sẽ tạo cái vitamin D3 và nó làm cho cái việc hấp thụ canxi được ok hơn mọi người nhé. Ở đấy là vấn đề rất là phổ biến và mình cũng đã chia sẻ rất nhiều. Thế nhưng mà cái trường hợp mình muốn chia sẻ trong cái clip này ấy, đó là con chim nó bị kẹt trứng, nó sinh sản không ra và nó dẫn đến tử vong. Đấy, nó dẫn đến tử vong rất là nhanh mọi người nhé. Thế thì cái dấu hiệu lâm sàng để chúng ta nhận biết được con chim của mình nó kẹt trứng là như thế này. Cái thứ nhất là con chim mình nó chuẩn bị nó sinh sản rồi. Bằng cái quan sát trực quan của mình biết nó chuẩn bị sinh sản. Thế nhưng mà tự nhiên ấy, sáng mình ra mình thấy, hoặc là khoảng 7-8 giờ mình thấy con chim mình nó ở sàn lồng, nó nằm dưới sàn lồng, nó ngồi dưới sàn lồng mà nó không bay lên được. Thậm chí có con nó nhẹ hơn, nó bay lên được nhưng mà nó, con mắt nó nhắm hít lại, con mắt nó nhắm lại mọi người nhé, chứ nó không có rút đầu vào cánh đâu, ít rút đầu vào cánh lắm. Cái hiện tượng mà con chim mình nó chuẩn bị nó kẹt trứng ấy, là con mắt nó nhắm lại và cái cánh nó hơi sệ xuống một chút. Còn nặng hơn một chút đó là con chim nó xuống sàn lồng, nó ngồi dưới á, và mọi người để đưa cái tay vào bắt nó không bay lên được. Mỗi bữa mình ấy, mình để cái tay vào thì nó bay nhảy rất là lăng tăng. Thế nhưng mà lúc bây giờ ấy, khi nó bị chuẩn bị kẹt trứng rồi thì mình đưa cái tay vào mình bắt thoải mái, nghĩa là nó không bay lên được nữa. Và để biết nó kẹt trứng hay không, mọi người bắt con chim mái lên, mọi người lật cái chỗ, cái bộ phận sinh dục nó, cái chỗ nó sinh sản ấy, mọi người rờ thì thấy có cái trứng nó nhô ra, trứng nó nhô ra thì chứng tỏ rằng trứng nó tới đó rồi, nhưng mà nó không có khả năng đẩy ra ngoài được bởi vì nó thiếu canxi. Đấy. Và làm cho con chim cái trứng nó lẽ ra nó rớt ra ngoài rồi, nhưng mà nó không rớt mà nó nằm tại đó, làm cho con chim mình rất là khó chịu và nó dẫn đến kiệt sức luôn. Thậm chí nó cố gắng nó đẻ ra nhưng mà đẻ không được nữa, kiệt sức. Đấy, cái trường hợp nặng hơn. Nặng hơn thì con chim của mình ấy, nó cố gắng nó đẻ trứng ra nhưng mà ra được con xíu à, vừa lú ra nó không ra nữa, và trường hợp đó thì con chim nó nằm luôn chứ nó không còn ngồi nữa và hai cánh nó xả xuống. Và trong trường hợp này nếu chúng ta không can thiệp một cách nhanh chóng ấy, thì con chim nó dẫn đến tử vong rất là nhanh luôn. Đấy, rất là nhanh luôn. Thế thì cái trường hợp này ấy, thì mình phải cấp cứu nó thôi. Trường hợp này mình gọi là cấp cứu. Thế thì cấp cứu nó bằng cách ấy, là chúng ta không dùng cái canxi lết cho chim nữa, mà mọi người ra tiệm thuốc tây ấy, ra tiệm thuốc tây thuốc người nha mọi người nhé, mọi người hỏi mua một cái ống canxi dành cho trẻ em. Đấy, bạn nào mà có gia đình rồi thì biết cái này, canxi dành cho trẻ em có tên là canxi cọt che, canxi cọt che. Mọi người ra tiệm thuốc tây mọi người nói canxi dành cho trẻ em hay là canxi cọt che là người ta biết ngay. Thì nó là cái ống mọi người nha, ống nó có hai loại, một ống nhỏ thì nó 20 là nó 2cc 2ml ấy, còn cái ống lớn là 5ml. Đấy. Giá tiền của nó thì hiện nay dao động, nếu mà ống 50cc 5cc 5ml thì nó khoảng chừng 5-7 ngàn gì đấy, còn cái ống mà 2ml 2cc thì nó khoảng chừng vài 3 ngàn khoảng đấy. Rồi như vậy trên tay của mình đã có một cái chai nhỏ giọt, bỏ cái nước đó ra bỏ, và một cái ống canxi. Mọi người mua ống 5ml hay là 2ml vẫn được nha, nghĩa là ống 5c và 2c vẫn được.
tốt nhất là mua 2C đi, vì mình nó xài ít lắm. Bây giờ mỗi đầu người bẻ cái ống canxi cọt da ra, bỏ để cái nước thuốc ấy vào trong cái chai nhỏ giọt ấy. À, bắt con chim lên và nhỏ vào cái mồm của nó hai giọt. Sau đấy bỏ trở lại con chim trở lại cái lồng như bình thường. Nhưng mà tốt nhất là mọi người nên sưởi cho nó bằng một cái bóng đèn dây tóc cỡ 65W. Để cho nó có năng lượng mọi người nha, đừng để cho nó lạnh, có năng lượng. Thế thì khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì con chim sẽ hồi phục trở lại. Và cứ tiếp tục khoảng 1 tiếng đồng hồ sau mình nhỏ cho nó tiếp một giọt nữa vào miệng của nó bằng bởi cái canxi bạc dè đó. Và như vậy nếu con chim nó chưa sinh sản ra thì khoảng mấy tiếng đồng hồ sau nó sẽ sinh sản ra được cái trứng đó, nó sẽ được ra cái trứng đó. Khi con chim nó bị kẹt trứng mà nó đẻ ra được thì coi như là chúng ta đã cấp cứu nó thành công, và cái tính mạng con chim đó được được bảo vệ khoảng chừng 90% rồi. Đấy. Hay nói cách khác là con chim nó có thể vượt qua được cái cơn nguy kịch của nó mọi người nhé. Vượt qua cái cơn nguy kịch của nó. Và cái công việc của chúng ta là tiếp tục cứ một ngày sau đó thì có một ngày chúng ta nhỏ vào cỡ 2 đến 3 giọt canxi cọc da cho nó. Và chúng ta làm liên tục trong trong 2 ngày kể từ ngày nó đẻ ra được mọi người nhé. Thậm chí cái trứng nó vỡ ra nó vẫn đẻ những mảnh vỏ, nó vẫn ra những cái mảnh vỏ của cái trứng đó khi nó vỡ bên trong. Mà thông thường ở con chim nó vỡ bên trong thì nó nặng lắm. Đấy. Nhưng mà can thiệp bằng canxi cọt da là vẫn ok mọi người nhé, vẫn ok. Đây là trường hợp cấp cứu mà mình đã xử lý ở trại mình trong cái thời gian vừa qua, và con số anh em cũng đã biết cái cách các phương pháp này, và hôm nay là mình sẽ chia sẻ trên cái clip này để mọi người cùng tham khảo, mọi người cùng tham khảo mọi người nhé. Thế thì ở mọi người đó, anh em mình đã từng xử lý cái trường hợp này bằng cái phương pháp này, không biết cái kết quả đạt yêu cầu là được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà riêng cái chỗ trại mình ở đây trong thời gian vừa qua, những trường hợp mà nó bị kẹt cứng như thế và chúng ta tiến hành cấp cứu nó bằng cái phương pháp mình vừa chia sẻ đấy, thì kết quả của nó 100% mọi người nhé, 100% là con chim đó nó vượt qua được cơn nguy kịch, nghĩa là nó sống không chết. Rồi sau đó chúng ta tiến hành bồi dưỡng cho nó mọi người nhé. Như vậy thì khi mà sau khi con chim nó đẻ ra được ấy, nó đẻ ra được ấy, thì 2 ngày chúng ta vẫn sử dụng canxi cọt da. Đấy, cứ một ngày chúng ta nhỏ vào mồm nó 1 đến 2 giọt thôi. Rồi cái nước của nó mọi người, cái nước của nó uống hàng ngày đây chúng ta cũng nhỏ vào khoảng chừng 5 đến 7 giọt vào khoảng chừng 40cc nước cho nó uống hàng ngày. Trong 3 ngày mọi người nhé, trong 3 ngày. Rồi khi chim mình thấy nó bay nhảy bình thường, nó ổn định rồi, bắt đầu chúng ta sử dụng canxi lết chuyên cho con chim, không dùng canxi cọt da nữa mọi người nhé. Mọi người lưu ý là canxi cọt da, canxi của trẻ em chúng ta can thiệp vào đây là trường hợp cấp cứu thôi. Chúng ta chỉ sử dụng cho tình huống đặc biệt thôi, mình gọi là cấp cứu thôi. Chứ còn khi nó đã ổn định bình thường rồi, chúng ta trở lại sử dụng canxi cho chim mọi người nhé, mình gọi là canxi lết. Đấy, đấy là cái biện pháp mà mình thấy rằng mình cần phải chia sẻ cho mọi người, để anh em mình khi nuôi con chim nó sinh sản mà gặp trường hợp đó thì mình xử lý lúng túng, mình không biết mình xử lý thế nào, cứ cho uống thuốc lung tung hết và cuối cùng chậm trễ thì con chim mình nó tử vong, chắc chắn là như vậy, chim tử vong. Rồi sau đó khi mà con chim nó vượt qua được đấy bằng phương pháp này thì chúng ta khắc phục, chúng ta hồi phục nó từ từ bằng dinh dưỡng, bằng cho ăn và bằng cái sự chăm sóc của mình mọi người nhé. Ok. Đây là những cái vấn đề mà mình trong thời gian vừa qua mình đã xử lý nó đã xuất hiện ở cái trại của mình và mình đã xử lý nó đạt cái thành công rất là tốt, chia sẻ cho mọi người để mọi người tham khảo mọi người nha. Ok mọi người, và bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip này. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình mọi người nhé. Bye bye.